Việc Việt Nam trúng cử vị trí Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây là một trong sáu cơ quan chính và quan trọng nhất của Liên Hợp Quốc, có thẩm quyền rộng trong các lĩnh vực hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, các vấn đề thuộc phạm vi hiến chương hoặc bất kỳ vấn đề nào thuộc thẩm quyền của các cơ quan của Liên Hợp Quốc. Được thành lập vào năm 1945 theo hiến chương của Liên Hợp Quốc, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chiếm vị trí trung tâm với tư cách là cơ quan chính, hoạch định chính sách và đại diện cho Liên Hợp Quốc đây cũng là cơ quan duy nhất của Liên Hợp Quốc có đại diện của tất cả các nước thành viên. Kỳ họp thường niên của Đại hội đồng thường bắt đầu vào ngày thứ ba của tháng 9 và kết thúc vào giữa tháng 12, với chức danh Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được bầu vào lúc khởi đầu của mỗi kỳ họp. Theo hiến chương của Liên Hợp Quốc, Đại hội đồng có nhiều chức năng quan trọng, điển hình như xem xét và thông qua ngân sách của Liên Hợp Quốc, thiết lập các đánh giá tài chính của các quốc gia thành viên, bầu các thành viên không thường trực của hội đồng bảo an và các thành viên của các hội đồng và cơ quan khác của liên hợp quốc và theo đề nghị của hội đồng bảo an bổ nhiệm tổng thư ký liên hợp quốc cũng bởi là vì cơ quan duy nhất có đại diện của tất cả thành viên đại hội đồng có chức năng của một diễn đàn để các thành viên đề đạt sáng kiến trong những vấn đề hòa bình tiến bộ kinh tế cơ quan này cũng có thể đề xuất các nghiên cứu lời khuyên soạn thảo và phát triển công pháp quốc tế và xúc tiến những chương trình kinh tế xã hội văn hóa và giáo dục để đưa ra các kết luận trước mỗi vấn đề quan trọng như đề xuất hòa bình và an ninh, tuyển chọn thành viên cho các cơ quan, thu nhận, đình chỉ và trục xuất thành viên và các vấn đề ngân sách, đại hội đồng biểu quyết bằng cách bỏ phiếu. Các vấn đề được quyết định bởi đa số quá bán, 2 phần 3 số đại biểu có mặt và bỏ phiếu. Mỗi quốc gia thành viên chỉ có một phiếu. Ngoài kỳ họp thường niên, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng có thể tổ chức những kỳ họp đặc biệt theo yêu cầu của Hội đồng Bảo an của đa số thành viên Liên Hợp Quốc hoặc của một thành viên nếu được đa số tán đồng.